Trong đế quốc quật khởi, không có binh chủng mạnh nhất, chỉ có chiến lược và cách phối hợp mạnh hơn. Đánh đánh chỉ biết đánh thôi, một đám mang rợ, mang theo nhiều người như vậy mà vẫn thua. Liên minh của mấy người rác rưởi quá rồi đó. Không phải chứ, không phải là cây khoa học kỹ thuật liên minh vẫn còn chưa sáng, vẫn chưa quyết định phương hướng phát triển đó chứ. Chưa nghĩ xong cũng không sao. Xem cho kỹ những gì tôi dạy cậu này. Phát triển liên minh phải chọn cải thiện kỹ thuật, sau đó kết hợp với khoa học kỹ thuật khí giới chiến tranh. Không chỉ được tăng thêm buff kỹ thuật, còn được tăng 20% tốc độ thu thập tài nguyên. Liên minh khác công thành phải cả buổi, còn chúng ta chế ngự địch trong một chiêu. Không bao lâu là phá được công thành, dẫn dắt anh em trở thành một trong ba liên minh lớn. Bạn cũng mau chơi thử đế chế quật khởi đi.